ai hay rồi. Ừ, hai lượng nó trên tiền lắm. Chào bạn nha, hôm nay đi câu cá nha bạn. Bữa nay đi câu cá với lại hai game thủ. Đây là game thủ số 1, game thủ số 2. Anh áo vàng là game thủ mà chuyên cần thủ luôn các bạn. Giờ game thủ cần thủ mà vlogger Minh Hải TV nha các bạn. Chuyên quay xe cuốc các bạn. Còn cái anh này là anh Nhã, chuyên ngồi cống ngồi cầu các bạn. Bữa nay cũng là cần thủ luôn. Đó, bắt đầu vô chơi các bạn. Bữa nay mưa xuống cái nước nó bị phèn á, dạ phèn. Cái nó có cái màu vàng này không phải là màu vàng của cái nước của ở trên đổ xuống. Nước của vàng của nước phèn. Nước phèn á. Ở trên đồng ruộng đổ xuống thấy cá ục mà thảm gầy không dám câu. Bữa nay đi câu thử nha bạn. Quá trời lục bình tốt rồi. Càng game thủ đã cắt cái máy điện thoại nha các bạn. Nghỉ ngơi 10 phút rồi chút chơi nữa đó. Khổ với mấy cái bộ lục bình. Đi câu mà gặp mấy bộ lục bình này là khổ lắm quá. Tại vì mình bên này xong để mình đánh gần cái len có cá như vậy. Không thôi mình nắng quá mình qua bên kia này tránh nắng luôn. Tí nữa là tụi mình sẽ qua bên kia đỡ nắng hơn. Wow, anh sắm TV lên cá nha các bạn. Rồi ôi kìa kìa. Ui, bự lắm á. Công công cần luôn trời. Đang nghe bên nha. Anh ra ngoài đi. Coi chừng dùng nhỏ nha. Ôi, nó đã. À, lâu quá mới có cảm giác các bạn. Đây đây đây, trời ơi. Ôi ôi. Quá. Xả xả bên nha. Kìa kìa. Wow. Xả xả bên chưa? Ê. Vô luôn hay gì? Hai phan nha, để dọn cái chỗ này cái. Wow wow wow. Đưa đưa vô đưa đi ra. Mình cá nha các bạn. Tuyệt vời. Quá đẹp. Rồi có cái mỏ này kìa. Quá đẹp anh em ơi.
Huyền cá này, sao nó mập dữ vậy? Thành công quá. lâu quá mà lên cá anh em, có đã. Sao mà nó cũng mập quá ha. Lên cá liền. Nó cũng mập quá ha. Mập ha. Mở đi. Lên cá thì mở đi chứ. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái mặt con cá dồn. Kìa. Lên bờ cái chả nằm hiền khô ha. Cái đuôi nhìn đẹp quá. Mập chứ cái chạy. Này ăn sâu lắm nha. Này dễ không có đường sảy luôn á. Vậy luôn đi. Quá trời cái bụng rồi. Quá đã. Lần nữa nha các bạn. Bữa nay tổ đãi rồi, quá trời rồi. Không cần hết trơn các bạn ơi. Hồi nãy nó lội gầy cần muốn dằn xuống sông luôn các bạn. Lên. Quá trời. Lên. Cái cần xuống rồi. Vậy chạy quá chạy luôn rồi trời. Quá trời rồi. Ôi ôi. Hai lưỡi mép trên bự lắm. Vô luôn ha. Ê đừng có xả, đừng có ấy quá ngang. Vô đi. Đây nó dậy nó chạy một cái đó. Rồi kệ nó. Không có đem rồi. Không đem chú ơi. Bắt tay cho nó sướng. Bắt tay nó cảm giác. Trời ơi trời. Đó. Đó. Anh bắt được không? Được. Khoan nghe. Để em bắt hai tay. Đi dạ. Đây một tay cầm cần một cái quay hơi lắc thông cảm nha các bạn. Wow. Ôi ơi. Kìa quá kêu các bạn. Kìa yeah. Kêu như heo kêu á. Con này là con bò chứ không phải là con cá nha. Quá đã. Rồi vô luôn. Vô luôn hả? Vô luôn hả? Vô luôn rồi. Rồi. Quá khỏe luôn. Quá khỏe. Rồi kìa có cái mặt căng kìa. Rồi để thảy vô rộng luôn đi. Cái dao đó nha. Em dở. Bước lên trên đi. Ngồi xuống đây anh, ngồi xuống đây. Vô cầm mà chung một cặp nha. Cỡ con này khoảng 5 kg mấy hả chú? Rồi banh chứ. Sập giạc luôn rồi các bạn ơi. Quá dữ rồi. Thôi ơi trời. Đứng nhanh luôn hả? Sập giạc luôn. Quá dữ. Rồi, ra cần tiếp. Trơn luôn. Dạ lên, sơ. Nè, nó nằm một đống thằng này. Hai con. Tề lưới này nãy giờ thả cái dòng khu vực này nha các bạn. Chiều rồi. Thanh bình trở lại rồi. Cá cũng lai gai các bạn. Để tí nữa coi có kết quả gì nữa không các bạn. Để lại.
chiều ở khu vực này là dỗ đùi rồi ha. Giống như là mình vô một cốc gì đó. Cá hột giống như được uống ly rượu, dỗ đùi. Phê các bạn. Anh em tiếp tục đi guồng bầy cá nha các bạn. Mình đánh hai con rồi, nó bị bể bầy rồi. Giờ tụi mình là chạy xích lên trên. Xích lên trên luôn nhỉ ơi. Xích lên trên đó kìa. Xích lên trên đánh bầy cá đang ụt dưới này nha các bạn. Lụm bụm lụm bụm. Rồi đánh đóng chạy đó đó. Giờ bắt lên mặn rồi đi câu tiếp nha các bạn. Chưa được 7 giờ nữa. Quá bự. Tắm rửa sạch sẽ. Con này bự ha. Con này quá giờ đã luôn. Đây. Đậu ra coi cá kìa.